xin chào các bạn quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với Minecraft. Ở đây là Noob. Xin chào. Ok, thì ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với series Minecraft thử thách. Đó, thì ngay bên cạnh mình đây là một cái dương Ender. Thì để mình mở dương cho các bạn xem ngày hôm nay chúng ta sẽ có thử thách gì nhá. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với Ultimate Lucky Block. Đấy, cùng với đó là rồi kim cương. Cái này là chúng ta sẽ ngày hôm nay chúng ta sẽ cái thử thách của chúng ta đó là đập 101 cái Lucky Block Ultimate, cùng với đó là kim cương này thì để làm mắc may mắn đấy các bạn. Đấy, mắc VIP luôn. Ngày hôm nay chúng ta thử xem rằng là trong cái Lucky Block Ultimate này có đồ gì xịn sò các bạn nhá. Ok, tiến hành thôi. Đấy, mắc VIP thì phải còn có, để làm được mắc VIP là cần có kim cương mà. Đấy, đơn giản vậy thôi. Và chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành đập. Chắc là đập luôn đây các bạn. Dương Ender này không lo bị vỡ đâu, thoải mái. Mà mắc may mắn thì lo gì. Đấy, vừa vào là chúng ta nhận được. Ui, các bạn thấy không, đống táo vàng in ra luôn, đống vàng và đống sắt. Ôi ôi, nhiều quá trời luôn đấy các bạn thấy không. Mắc VIP nó phải khác bọt ngay. Rồi nó xịn sò con bò ngay các bạn ơi. Rồi nhận cái gì đây, một cái cung. Úi giời ơi. Ui cung này phải cần tên các bạn. Cái này nó không có infinity, cái này nó không có vô hạn. Rồi ok, lại một thanh kiếm à. Kiếm vàng làm gì đây. Ui trời ơi, xịn sò hết kiếm vàng này. Được các bạn, tạm thời lấy cái kiếm vàng này để bảo vệ đã. Tí nữa nó ra đồ VIP hơn thì bỏ nó đi nhá. Đấy, cho dù chỉ số đó. Ui, lại một đống táo vàng luôn này. Rồi, hơi bỏ qua đi. Táo vàng mình lấy một stack là quá đủ rồi. Rồi, một cái cúp. Trời ơi, ra tài mấy đây. Ui, ra tài 9 à. Ui, xịn thế, không phá vỡ luôn. Không phá vỡ 6 à. Ôi, được của nó các bạn ơi. Ok, cái này mà đi đào kim cương thì gọi là bá cháy luôn này. Đấy, trời ơi, ở đây không có kim cương để mình test thử nhỉ. Xịn sò nhất ở đây là chắc là chỉ có ra tài thôi. Đấy, có cả mềm mại luôn này, mềm mại 6 luôn này. Ôi, xịn sò chưa. Đấy, đập mắc may mắn nó phải khác biệt. Rồi, chúng ta có một cái gì đây. Một cái ruby hole. À, cái này là cái cuốc các bạn. Rồi, chúng ta làm ruộng. Nhưng mà mình nghĩ rằng là không có tính năng gì khác. Không có tính năng gì đặc biệt nên bỏ đi. Ok, một cái quần. Quần gì đây. Ui, quần bằng lapis à. Ok, mặc tạm đi bạn. Úi, ôi, nhìn như cái váy luôn. Không sao, cứ mặc tạm đi. Bởi vì là mình cũng chưa có giáp gì cơ mà. Cứ bình tĩnh, không có gì phải vội. Cái gì đây. Chúng ta có một cái stun eye. Ồ, một cái kiếm kiếm băng à? Một cái kiếm băng. Nhưng mà mình nghĩ rằng là nó không VIP bằng cái này là melee dam. Ui, kiếm băng này. Thôi, cứ bỏ một cái đi. Mình lấy một cái thôi các bạn ơi. Đấy, cũng chắc là nó sẽ có. Rồi, luôn lại đống táo vàng luôn. Không có quái vật đâu đây. Nói chung là đập cái mắc may mắn. Ui, chị người cây này. Đấy, mình thử test thử xem. Test thử xem. Hello. Ui, đóng băng luôn các bạn ạ. Trời ơi, xịn chưa. Đấy, kiếm băng này hơi bị xịn sò đấy. Hê hê. Đấy, đóng băng luôn. Thôi chạy thôi. Chị đấy đang rượt mình đấy các bạn. Rượt mình là mình chạy lên. Đóng băng. Wow, một đống kim cương luôn. Trời ơi, đóng kim cương luôn. Đống kim cương MR luôn. Thôi nhặt kim cương đi, có gì tí nữa. Có bác nào đổi đồ chắc là chỉ có kim cương thôi. Rồi, một cái mũ bằng kim cương. Wow, rất là nhiều. Cái gì đây, không phá vỡ này, bảo vệ này. Rồi, mặc tạm ạ. Mặc tạm nha, bởi vì là chưa có gì để mặc mà. Thế nên là cứ dùng tạm đi. Đấy, kiếm băng này cũng lợi ghê đấy. Kiếm băng này dùng để gọi là gặp mấy cái con quái mà nó mạnh mạnh, mình đánh đóng băng rồi mình chạy. Nó lại hợp lý. Rồi, một block land. May mắn thật sự. Wow, kinh nghiệm này. Rất là nhiều kinh nghiệm. Ok, mắc may mắn các bạn. Đấy, cộng 100 luôn nhá. Không phải cộng 90 hay cộng bao nhiêu đâu. Ui, rồi luôn. À, cái này là không phải. Cái này chỉ là block quặng. Không phải là quặng để mình có thể sử dụng cúp gia tài các bạn. Rồi, đen thế. À mà không phải. Trời ơi, cái này nó có mềm mại. Thế nên là cái cúp này ấy, cho dù mình sử dụng cái gia tài đi chăng nữa thì nó không được các bạn. Trời ơi, nó kiểu như là bị khắc chế. Hai cái chỉ số là khắc chế nhau ấy. Đấy, một cái là mềm mại kìa, xong một cái gia tài thì làm sao mà đào được quặng. Vô lý thật sự. Ok, làm sao mà vỡ cái quặng được. Rồi, một đống đồ làm thuốc luôn. À, ngọc Ender à. Thì đây. Ui, than luôn à. Bỏ đi. Rồi, luôn lại đống táo vàng luôn các bạn. Quá là nhiều táo vàng. Đấy, trời, mắc may mắn nó ra toàn táo vàng đâu. Mình cần đồ VIP. Trời ơi, mình cần đồ VIP. Và chúng ta nhận được cái gì đây. Cannon Bill à. À, cái này kiểu như là cái súng các bạn. Trời ơi, Bill hình cái súng ạ. Ôi, cái đại bác các bạn.
Ôi, mình có cần build gì đâu. Ok, một bàn chế tạo. Uầy, bàn chế tạo này đầy đủ cái bộ dụng cụ. Ui, bàn chế tạo lò nung, phù phép, đe, dương. Ui ôi, cái làm thuốc. Trời ơi, cái này không cần mà, dùng để sinh tồn thôi. Rồi, một cái cung. À, đây là có Infinity level 20 rồi bạn. Ui, không phá vỡ level 20 luôn. Ui, cộng 700%. Knockback cộng 22 luôn. Ui, cung này xịn thật. Trời ơi, lửa luôn đấy, có cả lửa. Ui, đẩy lùi level 20 bạn. Ui, bên này có cái gì đấy? Ui, mày quá, bên này có quái vật hay vậy. Làm sao? Làm sao, hình như cái cung này không có sức mạnh à? Đấy, Power Enchant level 23 đấy. Ui, ôi, con này khỏe thế. Bắn một cái không chết luôn. Rồi, chúng ta có, ui, lại một đống Lucky Block và táo vàng Enchant luôn bạn. Nether Star. Ok, chúng ta sẽ tạm thời là bỏ mấy cái đấy đi, không dùng tới bạn. Rồi, lại là táo vàng Enchant. Quá là nhiều. Cái gì đây? Kinda Lucky Violaser, xem là có gì không. Đổi táo vàng, à táo ra táo vàng. Ok, đặt thế. Ui giời ơi, ai mua beacon không? Trời ơi, bác này bán toàn đồ tào lao luôn, bỏ đi. Rồi, một cái cung gì đây? À, Lasting Ender Bow à? À, cái cung này hình như là, nhưng mà không có tên. Chắc là cái cung này sẽ giúp mình dịch chuyển đấy các bạn ạ. Nhưng mà mình không có tên, thế nên là không sử dụng được rồi. Tạm thời không sử dụng được. Ủa? Gì đấy? Rồi, không có gì luôn. Mình tưởng đập ra cái băng cơ. Rồi, táo vàng này. Toàn ra táo với táo vàng rồi. Rồi, một block đất và chúng ta... Ủa ơi, block đất này có Enchant này các bạn ạ. Epic luôn đấy. Trời ơi, sử thi đấy. À, cái này là có sắc bén này. Úi dồi ôi, looting luôn à. Ủa, nhặt luôn, không phá vỡ luôn. Ủa, cái này là hơi bị xịn sò đấy. Đừng có đùa. Cái này là hơi bị xịn sò đấy các bạn. Úi dồi, cái này đập vào đầu mấy con quái vật là hơi bị đau đấy. Xịn sò nhá. Đến block đất còn dùng làm vũ khí được mà. Rồi, một đống trứng quái vật luôn. À không, hình như là đống trứng bò biết sao ấy. Bỏ đi, mình không quan tâm lắm. Rồi, chúng ta có một cây rìu. Gua ách à? À, cái này là rìu chiến à? Rìu chiến các bạn. Looting lucky. Cái này dùng để chặt gỗ là chủ yếu bạn. Rìu chiến cái gì? Rồi, đây, thử bác người dân cái nhá. Rìu chiến này. Rồi, bác người dân không khe luôn. Không chết các bạn. Một cái là không chết được. Cái gì đây? Chúng ta nhận được một thanh kiếm. Và... ui, cái thanh kiếm này nó cũng xem các bạn. Cái này là melee rec. Oh, cái này cộng độ xa này. Cái này đánh được xa này. Đâu, xem nó xa bao nhiêu. Ui ôi. Ui, đây có bia mộ dành bác này luôn à. Trời ơi, mọi người chết là thắp hương. À, đây rồi. Chúng ta có mũi tên rồi, mình thử sử dụng xem là. Oh, cái này bắn không dịch chuyển à. Cái này hình như là bắn đối. À, bắn vào những cái con vật, những cái con quái vật thì mình mới có thể dịch chuyển tới. Chứ còn nếu bắn vào những cái kiểu như là vật block này là không dịch chuyển được. Ví dụ như ở đằng xa xa kia còn mấy con bò phải không, mình thử bắn nhá. Trời ơi, bắn không trúng luôn. Xạ thủ núp. Ôi trời ơi, xịn sò chưa. Được của nó các bạn ơi. Từ đây nhá, mình tham set one cho trời sáng cho bạn nhìn nó dễ. Đấy, được không, được không. Cái cung cũng xịn đấy. Cái này là dùng để lao vào chỗ chết các bạn. Trời ơi, người ta dùng cái cung Ender này tưởng bắn ra những cái kiểu như là bắn ra xa xa không để chạy chết, chứ đây là phải bắn lao vào mục tiêu thì hơi khó bạn. Cái này là lao vào chỗ chết rồi. Ok, một cái Sapphire body. À, cái này là cái áo Sapphire này các bạn. Ok. Rồi, ôi, vừa vào được cái cung xịn sò thế. Rồi, một cái cây gậy blazer à. Cái gì đó epic à. Nói chung là nó cũng có mấy cái chỉ số Enchant xịn xịn. Ui, con gì đây? Tắc kè à? À, hình như là đây là con tắc kè. Bạn thấy nó đổi màu không? Ui, tắc kè ăn dưa hấu đấy. Mình có thể thuần phục mấy con này này. Xịn nhờ. Mấy con tắc kè này thì là đúng với ngoài đời luôn các bạn ơi. Nó có thể đổi màu. Ví dụ như là nó đứng ở đây này, đứng ở đất nó sẽ biến thành màu xanh này. À, ra nước thì nó sẽ biến thành màu xanh ra trời này. Đấy. Đây, đá này các bạn thấy không? Tí nha, nó biến này là... đây. Rồi, mưa luôn hả? Đấy, nó biến dần này, biến dần này. Đấy, mình quen giật cả lìa đã. Đó, nó biến thành màu của block đá luôn. Rất là hay. Được ấy nhờ. Thôi, vứt đi. Mình không chăn, mình không phải là gọi là đi chăn hết được đống tắc kè này đâu. Mệt lắm, tôi đi đập Lucky Block mà. Ok, chúng ta cất những cái này đi. Tạm thời cất những cái này đi. Chúng ta sẽ xử lý
còn một stack Lucky Block nữa cơ, rất là nhiều. Cắt hết. Đấy, tạm thời cắt hết. Ấy nhầm. Cắt cái này là tí nữa thôi là đi bụi luôn đấy. Đấy, tí nữa. Rồi, ok. 32 cái tiếp theo nè. 101 cái cơ mà. Oh, một cái mũ sắt và chúng ta có thể nhận được 50% speed. Mặc cái mũ vào được 50% speed à? Được các bạn, cũng được. Mình đang cần chạy nhanh này. Đó. Tuy rằng là nó cái giáp nó không xịn sò bằng cái mũ kim cương được, nhưng mà mình thích chạy nhanh mà, cần chạy nhanh. Đấy. Rồi, một block kim cương. Thế thôi hả? Tưởng block kim cương này phải có cái chỉ số enchant gì chứ. Ok, cắt nó đi. À, một cái gì đây? Một cái kiểu như là cái búa các bạn. Ui, trời ơi, quả búa này mà đập vào đầu là tôi sưng một cục luôn. Ui, ghê vậy. Ui, trời ơi, đập một cái rồi. Ui, búa nổ. Wow, xịn sò con bò. Ui, ui, được của nó các bạn ơi, được của nó không? Trời ơi, đập một cái thôi. Wow, độ bền nó còn khỏe lắm. Ui, cái gì đấy, cái gì đấy, con quái vật lửa này. Mày làm sao? Ui trời ơi, đi bụi liền. Ui, xịn thật các bạn ơi. Thề mấy bạn luôn, mắc xịn luôn. Ui, cái gì đấy? Mày là quái vật lửa. Rồi, cái này là khi mình đập vào mấy cái block, nói chung là đập vào bất kỳ cái vật gì là nó cũng sẽ nổ. Trời ơi, trừ nước ra bạn, trừ nước là chúng ta không nổ. À, nổ sao chứ? Ui, đập dưới nước và đập vào block đất cũng nổ luôn. Dã man. Xịn sò con bò. Ui, cái gì đây? Cái này con gì đây? Simanto à? Ê, mày làm sao? Mày làm sao? Đập chết luôn đi chứ. Trời ơi, cái này sức tấn công là bao nhiêu đây? Meledam 86, 125 speed. Ui, đánh xa, xa là 100% luôn các bạn ơi. Ui, xịn thế. Rồi, cuối cùng cũng có một cái vũ khí mà làm mình gọi là yêu thích. Lâu lâu phải ra với vũ khí xịn sò con bò như thế người ta mới thích chứ. Trời ơi. Ui, cái gì đấy? Wow, kim cương à? Kim cương à? Thôi mình không cần kim cương các bạn. Ở đây là cái Lucky Block Ultimate này, nó tổng hợp được, nó gọi là sự kết hợp của rất là nhiều cái Lucky Block. Thế nên là tỷ lệ ra được đồ VIP chắc là cũng hiếm nhỉ. Rồi, chúng ta có gì đây? Thịt à? Ôi dồi, ôi, thịt làm cái gì? Táo vàng mình có đầy. Rồi, chúng ta nhận được một cái gì đây? Ultimate Rainbow Axe à? À, cái này một cái dìu cầu vồng các bạn ơi. Trời ơi, dìu tối thượng đấy. Rồi, chúng ta ra đây chặt cây. Dìu này chỉ đi chặt cây thôi. À, nhưng mà đam này cũng to này. Đam này cũng dùng để đánh nhau được đấy. Ui, chặt cây gọi là bá cháy luôn. Ôi ôi, chặt đúng thật, cái này là bác thợ mộc. Ui trời ơi, chứ không phải là lâm tặc đâu nha các bạn nhé. Các bạn đừng nghĩ rằng là cầm cái gì mà đi làm lâm tặc. Trời ơi, chặt bét luôn bạn. Một click chuột hình như là đi, xem nào, chặt được mấy block. Ui, 3 block đấy. Chỉ một click chuột rồi bạn. Một click chuột phải mất 3 block. Sợ thật. Kích nhẹ một cái là 3 block rồi đấy. Ờ, thật, cái này đúng thật là. Rồi, ok, chúng ta sẽ đi qua đây đã. Đúng thật là với cái dìu này chắc là mình phá cái cánh rừng này chắc trong vòng vài phút. Rồi, mấy block gì đây? Thôi, bỏ đi, mấy block này mình không nhặt đâu ạ. Rác dương lắm. Rồi, lại block kim cương. Kim cương này làm cái gì? Mình vứt kim cương hoài. Cái gì đây? À, cái này là cái kiểu như là cái chế tạo cái kiếm các bạn. Cái kiếm kiếm khổng lồ. Rồi, ok, mình biết cái này. Thôi cứ để đây đi, chắc là không chế tạo được đâu. Trời ơi, cái gì đây? À, đồ ăn à? Trời ơi, mấy cái đồ ăn này vứt bỏ đi. Trời ơi, mấy cái đồ ăn này. Giờ này chúng ta cần giáp. Rồi, giáp là cộng 8 máu này. Giáp này xịn hơn không? Giáp vàng, giáp thì cùi hơn, nhưng mà được cái là chỉ số enchant xịn sò hơn các bạn. Nên là mình mặc cả giáp vàng đi. Đấy, biết là giáp nó cùi hơn rồi, nhưng mà chỉ số enchant nó vẫn hơn chứ. Rồi. Ui, cái này hình như là block gì đấy nhở? Mình quên mất rồi. Hình như là block Amethi các bạn. Thạch anh tím sao ấy. Nhớ mang máng là như vậy. Rồi, ok, tạm thời là như vậy đi. Tạm thời nhớ là như vậy đi. Tiếp. Ui, kim cương à? Ô, con kiến này. Rồi, hình như là chúng ta có thể vào được cái thế giới kiến với cái con kiến đấy đấy.
Ok, lại một đống kim cương luôn. Quá trời luôn. Ui, sắt. Sắt à, chúng ta có lại một cái giường có lucky block. Nether star. No à, một cái cần câu này. Cần câu cho mình cái luck of the sea à. Ồ, may mắn à. Không phá vỡ à. Mình có phải đi câu cá đâu. Ui, golem. Rất là nhiều golem ở đây. Ui, một cái gì đây? Sẻng ultimate shower này. Rồi, hết đi. Rồi, một cái sẻng ultimate các bạn. Cũng được. Ôi, ôi, nhanh dã man con Nga luôn các bạn ơi. À, đào đất này không biết là đào được cả đá không? Không, 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 không đào được đá. Đào nhanh thật. Công nhận là đào nhanh thật. Đấy, hầu như là cái đồ ultimate, đồ tối thượng nào nó cũng xịn sao các bạn. Ui, đào, đúng là đào đất này chỉ đi làm ruộng thôi. Ok, bước đi. Rồi, tiếp đến là... Ui, nhiều sách vở thế. Úi dồi ôi. Trời ơi, đây là hình như là mấy con quái vật này. Phải không ta? Trời ơi, mấy cái cuốn sách này là ở trong cái bàn enchant đấy các bạn ơi. Nhiều sách quá, thôi bỏ đi. Cái bắn nhau à? À, cái con kia nó bắn ra mũi tên kìa. Con máy nhả này. Láo thật. Thích bắn ông ra quánh, quánh lộn bây giờ. Rồi, lại cái thanh kiếm vàng. Thôi bỏ đi. Thế nào chẳng? Ui ôi, về nhờ. Ui ôi, ui ôi, ui ôi, ui ôi. Bắn xa đấy. Đi các bạn. Tránh xa ra nó bắn được chết người đấy. Rồi, chúng ta có gì đây? Lại là đồ ăn à? Lại đồ ăn không? Mấy cái này thôi thôi. Mình không nhặt các bạn. Cho dù là đồ chế tạo đi chăng nữa thì mình cũng không đủ, không đủ để chế mà. Ok, chúng ta còn hai. À đâu, còn một nửa là 32 cái nữa à. Úi giời, không đủ rồi. Để nha, mình cất cất bớt những cái đồ này đi. 32 cái mình để mỗi cái. Đây còn 5 cái à. Chắc là được. Ok, ơ sao thừa lúc một cái lucky block này. Đâu rồi, nó rơi đâu rồi. Thừa, à không phải. Block vàng hình như vừa lấy mình nhặt. Ok, chúng ta sẽ đập tiếp. Còn 32 cái lucky block nữa thôi. Ui dồi. Trời ơi, nhiều emerald thế. Xã man. Thằng đống emerald luôn các bạn. Rồi, không có gì. Lại là dương. Rồi, sao nether. Mấy cái này là mình nghĩ rằng chúng ta nên bỏ qua và đập nhanh nó đi. Rồi, emerald. Bởi vì là nó không liên quan mà. Ủa, giờ mình mới để ý rằng là cái số máu của mình sao tự nhiên nó tăng lên cao ấy nhở. Ủa, này các bạn thấy không? Đây này, cái số máu của mình nó lên màu lên màu cam rồi này. Trời ơi, xịn thế. Mặc cái gì ra được đấy. Ủa, không hiểu luôn. Rồi, chúng ta có bộ đồ ruby à. Ruby thôi. Đang mặc đồ enchant xịn. Rồi, một cái mũ băng. Ui, mũ băng. Thôi, mũ băng cũng chả làm gì bạn. Ok, đập rơi luôn này. Rơi luôn. Rồi, chúng ta sẽ đập tiếp. Úi giời ơi. À, một cái gì đây? Một cái super. À, một cái lò nung các bạn. Trời ơi, lò nung super luôn. Cái này mới có cái gì để nung ta. Trời ơi, cái này là dùng gỗ này. Dùng gỗ để test thử được. Xịn giò. Tí nữa để tí nữa mình lấy cái rìu ra mình test cho các bạn nhá. Để luôn cái rìu ra. Đi chặt gỗ ra ngoài test cho bạn xem là tốc độ cái lò nung này nó xịn sò như thế nào. Xịn sò lắm. Đó, ua, nhanh không? Đấy, trời ơi, hơi bị tốc độ luôn. Super mà. Super spiral. Cái lò nung xoắn ốc cầu vồng đấy. Rồi, chúng ta lại nhận được thêm một cái. À, đây này. Cái amethyst này là cái quặng thạch anh tím mà để chế tạo đồ được này. Quên mất vừa lấy không có cúp. À, lấy không lấy cúp để đào. Quên mất các bạn. Ủa, Ender Lucky. Cái gì đấy? Lucky Enderman. Thôi chạy. Mấy thanh niên Enderman này ngáo lắm. Động vào là tí nó oánh nó không trượt cái nào đâu. Rồi, Lucky Boy. Một thanh kiếm bằng sắt. Thanh kiếm bằng sắt này mình nghĩ rằng là cũng cùi. Bắp. Rồi, chúng ta cái gì đây? Ui, được người Snowman à? Người tuyết à? Không làm gì bạn. Cần câu bỏ qua. Trick Vile Laser. Ok, mấy cái này là toàn mấy cái thuốc độc. Không, băng này bán thuốc độc. Không nên mua. Rồi, một cái hâu.
không phá vỡ level 22. Rồi, cái này là cái gì đấy? Ultra Lucky Hole. Lại là cái xương. Lại lúc gì đây? Cái này là cái gì đây? Trời ơi, cái này là cái quặng gì đây ta? Toàn mấy cái quặng mới thôi. Mình tí nữa mình lấy cúp ra thử đào xem cái quặng đấy quặng gì. Kim cương này, đấy, quặng thạch anh tím này, ruby này, đó mình nhìn có thể mình đoán được. Ruby còn trên là cái quặng gì đây mình cũng chịu. Không biết là cúp vàng của mình. Ủa, kim cương này. Kim cương. Ui! Trời ơi. Ui. Dưới này có cái gì này? Wow. Wow, dưới này có hẳn một cái khu luôn. Ui, nó tạo ra cho mình một cái khu Dungeon, cái khu quái vật luôn, hầm quái vật luôn các bạn. Ui, được cái nhở. Xịn sò con bò hết nhở. Ôi, con ngựa của mình chết luôn. Ui, xịn sò đấy, chết rồi. Bây giờ mình lên kiểu gì đấy? Mày làm sao mấy con đợi này? Con đợi làm sao? Chết giờ rồi, làm nào tôi lên đây? Chắc tôi phải sử dụng lệnh Q á. Rồi, tự sát các bạn. Đưa mình tận đâu đây? À, vừa lấy nhận được một cái compass. Ok. Một quả trứng rồng. Trời ơi, trứng rồng cái gì đây? Trứng rồng 5 Enderman mâm. Ok. Rồi, luôn hết luôn. Trời ơi, ngày hôm nay tính ra đập mắc VIP là cũng hên xui lắm các bạn. Đập mắc VIP nó chỉ không ra những con quái vật thôi. Đấy các bạn thấy không? Có cái búa này, nói chung có cái búa cũng được. Đấy, có cái gì ultimate luôn đấy. Xịn sò đấy các bạn. Thế nào? Kiếm băng các thứ này. Đấy, cái ultimate slower. Ok, xẻ. Mấy cái đồ này để chế thì mình không đủ nguyên liệu. Được, nói chung là cũng rất gì vài này nọ. Ok, thì có lẽ rằng là thử thách ngày hôm nay đến đây là kết thúc thôi. Và sau lại người mình lại, cái gì đây? Tự nhiên lại lộn mè này. Hình như là sau cái pha vừa lấy là chân tay đầu điếc của mình là lộn từ đít lên đầu mà từ đầu lại xuống đít rồi. Trời ơi. Ok, thì có lẽ rằng là clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Và nếu các bạn yêu thích cái thử thách chị này đợi ra đấy. Chị này nhớ mình à? Nếu các bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like như đăng ký kênh của Noob nha. Và đừng quên comment ý kiến bạn phía dưới về cái Lucky Block Ultimate Max VIP này. Và xin chào, gặp lại. Bye bye. Bye bye bye.